phố Đông Y, một trong ba tuyến phố chuyên doanh hiện có ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khách du lịch này ai cũng ở cái tuổi cần thuốc để bồi bổ sức khỏe, nhưng lại không mấy ấn tượng với các sản phẩm Đông Y ở đây. Nhìn qua loa rồi lại nhanh chóng rời đi. Cần phải quảng bá thêm, tại vì khách du lịch chủ yếu là họ tham quan tìm hiểu về văn hóa người Việt Nam nhiều hơn là sơn mua sắm. Tôi thích mua mấy món đặc trưng của Việt Nam nhiều hơn, như là trái cây hay là nón lá. Đã 2 năm từ ngày gắn biển hiệu phố Đông Y cùng các bạn buôn ở đây, ông Chiến cho biết thực tế lượng du khách qua đây tăng rõ rệt. Ngày nào cũng vài ba đoàn khách ngang qua tiệm ông, nhưng đi qua để chụp hình lưu niệm là chính. Còn lượng khách thực sự có mua hàng chẳng đáng để kể. Bởi vì cái ngôn ngữ nó cũng chưa có hiểu biết được lắm cho nên người ta không mua. Hàng hóa thì nó cũng mỗi người bán mỗi kiểu, nó chưa có một cái đồng bộ. Vỉa hè chật hẹp, đường nhỏ khiến giao thông khó khăn, chưa kể sự nhếch nhác của các hàng quán nhỏ lẻ xung quanh các tuyến phố này cũng thêm vào lý do khiến phần đông khách du lịch không mặn mà với phố chuyên doanh. Thực sự là nhu cầu của khách du lịch là nó chưa đủ lớn. Bởi mình thứ nhất là cái phố chuyên doanh mình là đã hình thành và phát triển nhưng chưa nổi tiếng. Nên người ta cứ thực sự là chưa mong muốn đến mình lắm. Trong cái công tác phối hợp với lại quận 5 với lại các công ty du lịch lớn thì họ vẫn cảm thấy là cái sản phẩm của mình nó chưa như mong muốn. Địa phương cho biết giải pháp trước mắt là nhân rộng các điểm dừng chân, trải nghiệm ngành nghề cho du khách trên mỗi tuyến phố chuyên doanh như thế này. Nhưng chưa rõ sẽ hiệu quả đến đâu, bởi với mức giá vé lên đến 35 đô la Mỹ, có vẻ như nó không dành cho mọi du khách. Khi triển khai phố chuyên doanh thì điều dễ nhận thấy nhất đó là chính quyền địa phương họ sẽ gắn những cái tấm bảng có logo nhận diện một cách đồng bộ. Nhưng như thế chưa bao giờ là đủ. Cần có sự đồng bộ trong phối hợp giữa chính quyền địa phương và công ty du lịch. Sự đồng bộ về chất lượng hàng hóa, về giá cả tại mỗi cửa hàng trên suốt cái tuyến phố này. Có như vậy mới thực sự thu hút được khách du lịch.